còn nơi đâu trời xanh có biết tình có là nắng hôn tóc em mềm bàn tay nhung êm có níu tình bên yêu đương mấy thua bên người mùa xuân nơi đâu người ơi tìm mãi màu hoa nào thắm trên tóc em cài chiều hôn tôi say trong giấc hồn nhiên theo bước chân em cuối trời là như cơn lạc loài rơi xuống tình muộn màng xa Hà Nội năm lên mười chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con Amly Hien của Anh Quốc là Anto Audio Innovation. Thì đây là một dòng Amly cao cấp với cái thiết kế rất là độc dị và bắt mắt quý vị. Mặt phía trước thì nó như là mạ chrome hết luôn ha. Mạ chrome hết luôn quý vị. Rất là sang trọng quý vị. Cái Amly này thì quý vị để trong nhà thì nhìn vào thì biết ngay là đẳng cấp rồi ha. Ở dưới đèn con đề nông S10 ha. Con này thì quý vị đánh những cái dòng loa hen, những dòng loa mới, những dòng bút xeo, những dòng cột rất là hay. Cả cái cổng kết nối thì quý vị rất là nhiều ha. Đánh được hai cầu loa. À em xin lỗi, đánh được một đôi loa. Con này thì cái chỗ này nó bị khuất. Công suất của nó là 250W nha quý vị, 250W. Thì tất cả là chúng ta khiển trên một cái remote rất là cao cấp quý vị, rất là sang trọng luôn. Tới cái remote mà nó xịn như thế này. Remote Rin nha, Audio Innovation ha. Rất là đẹp luôn. Em còn đây từ hương lệ thấm đầy hồn còn say mê mãi hơn chiều ấy mong rằng em từ đây đã khuất xa trời mây em.
cái cổng kết nối chúng ta có thể điều khiển qua những cái chức năng trên remote hết luôn nha mọi người. Tắt nguồn. Đấy thì đèn lên sẽ hiện đỏ ha. Chúng ta bật lên thì nó sẽ nháy màu xanh, còn bên đây đèn này sẽ hiện lên. Rồi, với một con Emily cao cấp và cái chất âm tuyệt vời như thế này. Độc lạ, cái con này trưng bày thôi vì cực kỳ bắt mắt luôn, và chất âm nó đẳng cấp. Thì với cái mức giá là 13 triệu đồng, em bao phần chuyển toàn quốc cho quý vị nha. Remote Rin và cái dây nguồn Rin luôn nha quý vị. Dây nguồn Rin ha. Nguồn Rin của nó để em cho quý vị xem. Nguồn Rin của nó là nguồn 3 chấu nha quý vị. Đây. Ở trong này nó có cầu chì trong đây luôn ha quý vị. Đây. Tích hợp cầu chì ở đây ngay nguồn Rin, nguồn game luôn ha. Chứ nó không làm cầu chì trong máy. Rất là đặc biệt quý vị ha. Dây nguồn Rin luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.